Xin chào các bạn nhé. Hết giờ làm vườn, có thời gian rảnh rỗi thì mình thấy cái cây cẩm lai mình nó đang đẹp quá, mình làm cái video để giới thiệu với các bạn. Trên tay mình là cái cây gỗ cẩm lai các bạn nhé. Nó cao khoảng 30 cm rồi. Cái cây cẩm lai này thì bản thân nó là một cái dòng cây gỗ quý hiếm. Tuy nhiên thì cái cành nhánh của cây và tán rất là rộng, để chúng ta có thể vừa trồng để lấy gỗ và để làm cái quan được. Tức là một cái cây trồng có tác dụng kép ấy. Và cái gỗ cẩm lai thì rất là quý hiếm các bạn nhé, thuộc cái nhóm 1 trong bảng xếp hạng gỗ Việt Nam ấy. Như cái cây này thì có tuổi thọ khá là lớn, từ 30 năm trở lên thì chúng ta mới khai thác được. Chúng ta trồng một cái cây gỗ quý hiếm lâu năm, vừa để trồng làm cảnh quan mà vừa để lấy gỗ được. Cái cây cẩm lai thì nó là một cái dòng cây có thể chịu nóng các bạn nhé. Chúng ta lưu ý khi lựa chọn cái cây cẩm lai để trồng, mình cũng xin nhắc luôn ở đầu video là cây cẩm lai này có thể chịu nóng nhưng không thể chịu lạnh được các bạn nhé. Đấy, nên chúng ta lưu ý ở những người bà con ở tỉnh vùng núi phía Bắc thì không nên trồng cây cẩm lai này, bởi vì có một cái mùa đông thời tiết xuống nhiệt độ lạnh khá là sâu thì cây cẩm lai này sẽ sinh trưởng và phát triển chậm. Nên chúng ta lưu ý nhé. Thì mời các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu cái cây cẩm lai này. Đây, mình đã quay cận cảnh cái cây cẩm lai cho các bạn quan sát nhé. Đấy. Và thời điểm mình quay video này thì đang là chiều tối, nên là lá cẩm lai nó sẽ rủ xuống như này, là lá ngủ nhé các bạn nhé, chứ không phải là cây cẩm lai đang héo đâu ạ. Và có một số lá thì nó vẫn đang vẫy ra như này. Đó. Cái cẩm lai thì có nguồn gốc xuất xứ từ các nước Lào, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan. Tại Việt Nam thì cây phân bố chủ yếu ở vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ như ở Đắk Lắk, Kon Tum. Đấy, do là cái khả năng của cây chịu lạnh khá là kém nên là các tỉnh vùng núi phía Bắc thì sẽ không bắt gặp cái cây cẩm lai này. Loài cây này có cái tốc độ sinh trưởng khá là chậm các bạn nhé. Do đó thì cái thời gian thu hoạch của cây lên đến trên 30 năm cơ. Đấy, là một cái cây trồng gỗ quý hiếm nhưng mà thu hoạch lâu năm. Cẩm lai là một cái cây có đặc tính ưa sáng và chịu nóng tốt, nên là phù hợp ở cái vùng đất đá Ba Gian, đất phù sa cổ. Cây cẩm lai này thì là một cái cây thân gỗ không bị lứt và đường kính khá lớn, có thể lên đến 40 cho đến 60 cm, và cái chiều cao của cây có thể đạt lên 20 cho đến 30 m. Lá của cẩm lai thì là cái lá kép lông chim các bạn nhé, và nó mọc cách nhau chứ không mọc đối. Đấy. Chúng ta nhìn thấy không? Thì đây sẽ là lá cẩm lai và đọt ngọn nó sẽ có màu hơi tím như này các bạn nhé. Những cái lá non đấy. Cái việc nhân giống cẩm lai để làm cái cây công trình cũng đang được ứng dụng tại rất là nhiều địa phương. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cái loài cây xanh công trình trên các tuyến đường đô thị hay là các công viên, khu công nghiệp. Thế với cái dáng cao lớn và tán lá rộng, hình vòm như chiếc ô thì cây sẽ tạo nên một cái bóng mát khá là tuyệt vời, che nắng nóng và những cái ngày hè oi ả. Cẩm lai được xếp vào danh sách những cây gỗ quý hiếm và có giá bán đắt đỏ. Cái cây gỗ này thì có cái ưu điểm là thớ mịn, dễ đánh bóng và ít bị mối mọt, do đó rất là bền bỉ với thời gian. Cái loại gỗ này thì sẽ có màu đỏ thẫm các bạn nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Với vân tím rất là đẹp mắt. Vừa rồi thì vườn ươm nhà mình vừa giới thiệu đến các bạn cái cây giống gỗ cẩm lai đang cao trung bình từ 30 cho đến 40 cm. Mọi cái nhu cầu hay là giải đáp thắc mắc về cái cây giống cẩm lai này, mời quý con các bạn cùng liên hệ với vườn ươm nhà mình theo cái số điện thoại ở ngay dưới video. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.